Xin chào các bạn đến với hướng dẫn chơi game. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối Wi-Fi trên PlayStation 3. Đầu tiên các bạn chọn Setting, chọn Network Setting, sau đó kiểm tra Internet Connection đã bật chưa. Nếu chưa, các bạn chọn Internet Connection Setting để mở Wi-Fi làm theo trình tự như sau. Lưu ý các bạn chọn Easy là kết nối nhanh, còn Custom là kết nối tùy chỉnh theo thiết lập mạng nhà bạn. Ở đây mình chọn Easy và chọn kết nối Wi-Fi hoặc có dây. Chọn Wi-Fi của bạn và gõ mật khẩu là OK. OK, vậy là xong. Các bạn nhớ like và subscribe giùm mình để có thêm động lực nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip hướng dẫn sau.